Hãy ngồi thoải mái, thật sự thoải mái và thả lỏng tất cả cơ mặt của mình và toàn thân đều được thả lỏng. Bây giờ tôi đang hiện diện với chính mình. Hít vào thật sự bình an, thở ra sự thư giãn thoải mái. Hãy cảm nhận và quay lại cuốn phim trong ngày, những điều làm ta cảm nhận được hạnh phúc. Hãy viết ra ít nhất là 10 điều hạnh phúc. Bởi vì khi chúng ta cảm nhận hạnh phúc là chúng ta sẽ cho phép sóng rung động hạnh phúc của chúng ta lan tỏa và mang ý thức sâu hơn, và cho phép tâm trí tiềm thức của tôi hoàn toàn bình an. Và giờ đây, với lòng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc với giây phút này để vén bức màn bí mật đầy quyền năng của lòng biết ơn về tiền bạc nhiệm màu. Tôi cảm nhận và bắt đầu hiểu vấn đề về tiền bạc nhạy cảm với khá nhiều người. Và với tôi, đặc biệt là trong những lúc không có tiền. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ có hai điều quan trọng để thực hiện trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu này, là tôi bắt đầu quay về với tuổi ấu thơ của mình. Tôi nhớ lại ký ức của tuổi ấu thơ. Từ lúc nhỏ, gia đình của tôi như thế nào? Hãy cảm nhận cảm xúc mà tôi đã từng và những điều tôi đã từng chia sẻ hay mong ước. Và tôi cũng đã từng được những món quà của ba mình, của mẹ, của tất cả người thân mà không phải trả một đồng nào, nhưng chưa bao giờ biết ơn. Rồi thời niên thiếu, tôi cũng đã từng nhận rất nhiều tiền mà những người vốn phải rất vất vả để làm ra chúng. Và tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên, và tất cả những điều này, từ bữa ăn, tôi cảm thấy có đủ cho tất cả gia đình mình không? Tôi có sống trong một căn nhà mà tôi mong ước, hay là sự khó khăn? Tôi có những bộ áo quần như thế nào? Những khi Tết đến, những khi vào năm học, rồi tôi đi bằng phương tiện gì? Tôi có tiền để cùng với bạn bè mua sắm hay là ăn uống? Tôi có cảm thấy tủi thân hay là hạnh phúc? Tôi có từng được đi nghỉ mát vào trong những kỳ nghỉ hè không?
hay là những món quà sinh nhật mà tôi đã từng được nhận của nhiều người thân yêu. Những đồ chơi của tôi được mua từ ai? Và khi tôi lớn lên, những bộ đồ chật đi, ai là người mua sắm? Rồi có những lúc rỡ gió, cơ thể tôi chuyển mình, tôi đến bác sĩ, rồi uống thuốc, rồi tiền trả, thanh toán bệnh viện. Ai là người đã từng chi phí đó? Và rồi những nhu yếu phẩm, từ cái nhỏ nhất cho đến xà phòng, dầu gội, rất nhiều điều mà tất cả đều từ tiền mà ra. Và trong cuộc sống, nếu thiếu thốn tiền bạc, cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền, và đó là điều khiến cho việc kiếm tiền vô cùng khó khăn, bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc tôi chưa biết trân quý về tiền. Những lúc thiếu tiền, tôi có từng phàn nàn không? Hay tôi đã từng cãi nhau với ai đó về tiền bạc? Hay tôi đã phê phán những ai đó tham lam? Hay tôi thường chán nản khi những thu nhập không mong muốn? Tôi cảm thấy tiêu cực khi ai đó họ có rất nhiều tiền và họ mua sắm, và tất cả đều là sự gián đoạn về tiền, và tình hình tài chính sẽ liên tục khó được cải thiện. Và đó là một biểu hiện vô ơn của số tiền mình đang có, cho dù đang là ít ỏi. Phúc âm Kinh Thánh có nói: người nào có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ dư dả đủ đầy. Người nào không sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Cảm xúc biết ơn đối với tiền bạc khi chỉ có một số tiền nhỏ thì đây là một sự thử thách. Nhưng khi hiểu được mọi thứ sẽ đến từ chìa khóa của lòng biết ơn. Và bây giờ hãy biết ơn đến từng tình huống, từng ký ức mà tôi đã gợi nhớ. Và hãy nói: biết ơn, biết ơn, biết ơn về số tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và hãy nhìn thẳng vào những người thân yêu, những người bạn, những người thoáng qua, những người bán hàng. Hãy biết ơn từng tình huống và từng ký ức, bởi vì đây là sự chữa lành. Khi bạn cảm thấy thật sự biết ơn những khoản tiền mình đã nhận được trong quá khứ, thì số tiền của bạn sẽ tăng
vào trong tương lai. Càng chữa lành nhanh chóng thì số tiền càng nhiệm màu. Với lòng biết ơn, hãy thật sự cảm xúc một cách sâu sắc, bởi vì đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Và giờ đây, với hiện tại này, tôi trân trọng và biết ơn tất cả những món quà, những khoản mua sắm, những chương trình khuyến mãi, những món quà đã được nhận. Trân trọng cảm xúc biết ơn thật sâu sắc. Đó chính là sự chữa lành. Và hành trình biết ơn tiền bạc nhiệm màu sẽ bắt đầu với tờ tiền tôi đang để trước mặt của tôi. Với tờ tiền này, tôi viết lên với tất cả cảm xúc: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và hãy lặp đi lặp lại, hãy lặp đi lặp lại: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống của tôi. Và giờ đây tôi sẽ đón nhận cừ khôn những khoản tiền mà tôi đã biết ơn. Và tôi luôn nhìn thấy tờ tiền nhiệm màu này. Đây là tờ tiền chữa lành tất cả những gì trong quá khứ. Tôi sẽ mang theo trong ví, tôi sẽ để trong tập vở của tôi. Và tôi cam kết rằng ít nhất mỗi lần trong buổi sáng, trong ngày và buổi tối, hoặc nhiều hơn, bao nhiêu lần tùy tôi muốn, hãy lấy tờ tiền nhiệm màu này ra và cầm nó trong tay và đọc với tất cả sự trân trọng, cảm xúc sâu sắc rằng: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Cảm xúc thật sự càng tăng bao nhiêu thì phép màu sẽ thay đổi tình trạng về tiền hiện nay của tôi nhanh chóng bấy nhiêu. Bạn không bao giờ biết trước khi nào tiền của mình sẽ gia tăng, nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống thay đổi, những cơ hội sẽ đến, mối quan hệ về tiền sẽ chuyển hóa và chữa lành sâu sắc, mang lại nhiều tiền bạc hơn. Và có thể những khoản tiền mà rất nhiều người họ còn nợ mình, nó sẽ về trở lại. Những khoản tiền mà mình không hề biết, không hề nhớ, rất bất ngờ sẽ được quay trở lại. Những giảm giá hay hoàn tiền, hay những khoản chi phí từ những quý nhân hoặc từ những cơ hội mà hoàn toàn không bao giờ ta nghĩ đến, bắt đầu ngay ngày mai. Tôi thường xuyên thấy tờ tiền nhiệm màu này mọi lúc mọi nơi để nhắc nhớ bản thân tôi về lòng biết ơn.
về những khoảng đủ đầy mà tôi đã từng nhận được. Và khi tôi càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu này nhiều lần, thì tôi càng kích hoạt cho tâm trí và trí tuệ cho nhiều nhiều phép màu hơn nữa. Càng nhiều lòng biết ơn với tiền bạc, với tờ tiền nhiệm màu này, có nghĩa rằng kho ký ức về tuổi thơ sẽ được chữa lành. Và tôi không bao giờ phàn nàn những vấn đề liên quan, từ những khoản như tiền lương hay là những khoản tiền tôi phải trả, hay những thứ tôi đã từng cho ai hoặc là ai cho tôi. Tất cả những món quà hay những cơ hội mang tiền về, trong mỗi tình huống, trong mỗi cơ hội, tôi sẽ sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn. Và những bậc thầy trong lịch sử đã khẳng định rằng đây là công thức gia tăng số tiền của mình để có nhiều hơn nữa. Hãy cầm tờ tiền nhiệm màu và ba lần cảm xúc từ trong trái tim của mình. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Cảm ơn những khoản tiền tôi đã được người khác chi trả cho tôi. Cảm ơn và cảm ơn. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Bởi vì lòng biết ơn là sức mạnh quyền năng, là chìa khóa lớn lao để tạo ra nhiều phép màu. Tôi đã được khai sáng với phép màu vi diệu về biết ơn tiền bạc nhiệm màu. Tôi thực hiện lòng biết ơn này để thấm đẫm vào mỗi tế bào, vào sâu trong tiềm thức, để tạo ra rung động kết nối vào không gian vũ trụ. Tôi biết lòng biết ơn nhiệm màu này thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi ngay ngày mai, bởi vì tôi rất chân thành và sâu sắc đón nhận sự biết ơn mỗi khoảnh khắc đến với tôi, cho dù đó là khoản tiền nhỏ bé hay khoản tiền lớn lao. Lòng biết ơn tiền bạc nhiệm màu là chìa khóa để mở cửa để tôi bước vào không gian vô tận của sự thịnh vượng, sung túc, phát triển và viên mãn. Bây giờ tôi đang rất là bình an. Tôi đang cảm nhận sự bình an trong khoảnh khắc này. Và tôi cho phép sóng rung động này lan tỏa. Và giờ đây tôi cầm hòn đá biết ơn trong tay của mình. Tôi nhớ về 10 điều hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Tôi biết ơn mỗi điều, và mỗi điều xuất hiện tôi đều nói biết ơn và biết ơn. Biết ơn sức khỏe, biết ơn bữa ăn, biết ơn không khí được hít thở,
biết ơn một cuộc gọi điện của ai đó, biết ơn cơ hội tôi đang học hỏi, biết ơn chiếc giường mà tôi được nghỉ ngơi, biết ơn những món đồ tôi đang sở hữu, biết ơn công việc tôi đang làm, biết ơn những thành viên người thân của tôi, chung quanh tôi, biết ơn mẹ thiên nhiên, những yếu tố tự nhiên, biết ơn những hạt mưa, những cơn gió, những hàng cây và vạn vật. Biết ơn tất cả những gì tôi đang đón nhận. Tôi vô cùng phước lành. Biết ơn và biết ơn. Và giờ đây tôi cảm nhận rằng một ngày rất tuyệt vời đối với tôi. Và tôi nói rằng ngày hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Ngày hôm qua là một ngày thật tuyệt vời. Quá khứ là những ngày thật tuyệt vời. Tương lai là những ngày thật tuyệt vời hơn nữa. Gia đình tôi mãi có những ngày tuyệt vời. Biết ơn và biết ơn. Những điều tốt đẹp nhất đã đến với tôi trong ngày hôm nay. Và với sóng rung động của sự biết ơn này, hãy lan tỏa đến tất cả những người đang gặp khó khăn, những người ở tuyến đầu chống dịch, những y bác sĩ, những người đang trên giường bệnh. Hãy lan tỏa sự bình an và hạnh phúc, năng lượng chữa lành đến với họ và gửi những lời cầu nguyện, cầu xin sự siêu thoát cho những linh hồn đã hy sinh trong đại dịch, ra đi một cách bình an và siêu thoát về miền cực lạc. Tôi biết ơn họ, biết ơn và biết ơn tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ xoa đôi tay của mình và hãy ấp vào mắt của mình và phục lên. Tiếp tục với năng lượng, với hào quang ta đang có, hãy đưa vào mắt và đôi tai của mình. Và tiếp tục hãy đặt vào trái tim của mình, cảm nhận, hãy cảm nhận. Vâng, Phúc Tâm rất hạnh phúc đã cùng với chúng ta trong hành trình biết ơn này. Và chúc tất cả chúng ta có một đêm ngon giấc và thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và một tâm thức là biết ơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả gia đình của chúng ta.